nhớ đeo kính vào vì sao hỏa nóng bỏng lắm đấy. Từ bề mặt hành tinh này, mặt trời nóng bỏng hơn 11 lần và lớn hơn 3 lần so với nhìn từ trái đất. Sao Thủy quay chậm hơn trái đất thật đấy, nhưng vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc đời. Một ngày trên hành tinh này kéo dài tới 59 ngày trên trái đất. Nhưng đừng lo lắng, một năm trên sao Thủy chỉ dài 88 ngày trái đất thôi. Vì vậy, nếu bạn muốn cảm thấy mình như một người sống trăm tuổi, thì chỉ cần chia tuổi của bạn cho 25 hoặc nhân với 4. Bằng cách này, bạn sẽ có được tuổi sao Thủy tương đương của mình. Dễ ợt. Và đừng quên quỹ đạo thú vị của sao Thủy nữa nhé. Cứ hai vòng quay quanh mặt trời thì nó lại tự quay hai lần. Điều đó có nghĩa là mỗi bán cầu có đủ một năm ánh sáng ban ngày, sau đó là một đêm dài. Múi giờ trên hành tinh này thì lộn tung phèo, vì vậy chúng ta sẽ chỉ sử dụng giờ GMT thôi. Có ai quên đổ rác à? Sao lại có mùi trứng thối ở đây? À, xin lỗi, đó là vì ta đang ở trên sao Kim, và mấy đám mây ở đây hôi rình, không thơm như hoa hồng đâu. Ngày của bất kỳ hành tinh nào về cơ bản chỉ là thời gian để nó quay hết một vòng quanh trục của chính nó mà thôi. Chà, sao Kim nhẩn nha, thư thái lắm nhá. Thực tế là nó quay chậm hơn trái đất rất rất nhiều. Vì vậy, một ngày trên sao Kim kéo dài tới 243 ngày trên trái đất, hoặc gần 6.000 giờ. Bây giờ, đây là lúc mọi thứ trở nên phức tạp một chút, bởi vì ngày của sao Kim quá dài nên thật ra chúng ta sử dụng ngày của trái đất làm tiêu chuẩn để tính thời gian trên hành tinh này. Điều đó có nghĩa là chỉ có một múi giờ cho toàn hành tinh thôi, tiện phết nhỉ? Một năm của sao Kim dài khoảng 225 ngày, vì vậy nếu bạn đang ăn mừng đêm giao thừa trên trái đất vào năm 2000 thì đó sẽ là năm 3251 của sao Kim. Vì vậy, để theo dõi thời gian của sao Kim, chúng ta có thể sử dụng năm địa phương gồm 225 ngày trái đất, nhưng cứ khoảng 3 năm lại có thêm một năm ngắn chỉ gồm 224 ngày. Không khó hiểu lắm đâu, vì chúng ta cũng có năm nhuận trên trái đất mà, nhưng nó hơi khác một chút. Ta đã đến được trái đất rồi, vui quá. Có bao nhiêu múi giờ trên quả bóng xanh này nhỉ? Cho tôi xin ít trống nào. 24. Và bạn có biết rằng chúng ta thực sự có thể xáo trộn thời gian một chút không? Đúng vậy, ở khoảng 80 quốc gia, hầu hết ở châu Âu và Bắc Mỹ, chúng ta có một thứ gọi là quy ước giờ mùa hè. Đó là khi ta vặn đồng hồ nhanh hơn một giờ trong suốt mùa hè để có thể tận hưởng tất cả thứ ánh nắng ngọt ngào mê ly đó. Nhưng chú ý nhé, mỗi quốc gia có quy định riêng về quy ước này, nên hãy đảm bảo rằng bạn không ngủ quên khi đáng lẽ phải làm việc à nha. Với cả, nghe này, một số khu vực thậm chí còn có múi giờ khác với giờ phối hợp quốc tế một nửa hoặc một phần tư giờ. Bạn có biết việc mặt trăng chuẩn bị có múi giờ riêng của nó không? Hôm thứ Hai, cơ quan vũ trụ châu Âu thông báo rằng đã đến lúc mặt trăng phải có múi giờ đồng hồ riêng. Với việc ngày càng có nhiều quốc gia và công ty tư nhân lên kế hoạch thực hiện sứ mệnh tới người hàng xóm mặt trăng của chúng ta, điều quan trọng là tất cả mọi người đều phải nói cùng ngôn ngữ khi chấm công. Hiện tại, mỗi sứ mệnh đều mang theo giờ phối hợp quốc tế của trái đất. Điều này ổn khi chỉ có một vài sứ mệnh diễn ra cùng một lúc. Nhưng với hàng chục sứ mệnh mặt trăng được lên kế hoạch trong vài năm tới, mọi thứ sẽ loạn cào cào hết cả. Chúng ta cần có một hệ thống để đảm bảo sự đồng bộ của tất cả mọi người, nếu không ta sẽ có các tàu vũ trụ khác nhau không thống nhất với nhau. Chẳng ai muốn kiểu hỗn loạn đó trong không gian cả. Việc gìn giữ nhịp thời gian chính xác là cực kỳ quan trọng đối với việc liên lạc và điều hướng. Vì vậy, chúng ta cần tìm ra cách đảm bảo mọi người đều hiểu rõ. Cơ quan vũ trụ châu Âu vẫn chưa tìm ra chính xác múi giờ mặt trăng mới này sẽ có đầu cua tai nheo thế nào, nhưng họ đang nghiên cứu nó. Nên có một tổ chức duy nhất chịu trách nhiệm tính giờ mặt trăng, hay chúng ta nên để mặt trăng tự đặt giờ? Và còn các múi giờ chi tiết hơn, dựa trên vị trí của mặt trời thì sao? Đây đều là những câu hỏi quan trọng cần được trả lời. Khi nói đến một ngày trên sao Hỏa, nó không khác mấy so với một ngày trên trái đất. Chúng ta đang nói đến 24 giờ, 39 phút và 35 giây. Một năm sao Hỏa bằng 1,8 năm trái đất, nghĩa là năm trái đất 2000 xảy ra vào năm thứ 1063 của sao Hỏa. Suy nữa thì quên, năm sao Hỏa có 668 ngày địa phương. Phủ, ta đã sắp xếp xong lịch sao Hỏa, nhưng nó sẽ cần múi giờ địa phương nữa. Do quỹ đạo của nó kéo dài nên sự khác biệt giữa giờ mùa hè và mùa đông là rất đáng kể. Giờ mùa hè sẽ được con dân trên sao Hỏa thích mê cho mà xem. Một năm trên sao Mộc kéo dài gần 12 năm trái đất. Như thế là cả một đời dài, tính theo năm tuổi của các bạn cún đấy.
Nhưng đừng lo, nơi này có 12 mùa để khiến mọi thứ trở nên thú vị, vì mỗi mùa dài gần bằng một năm trái đất. Nhưng một ngày trên sao Mộc chỉ kéo dài 9 giờ 55 phút thôi. Ngoài ra, vì sao Mộc không có bề mặt rắn nên các đám mây di chuyển với tốc độ khác nhau. Nên hai trạm khí quyển trôi nổi tự do có thể trải qua những ngày khác nhau. Này, nếu sống trên sao Mộc, ta sẽ rất cần vài ứng dụng thú vị để theo dõi tất tần tật mấy thứ đó. Dù sao đi nữa, chúng ta địa hình hóa khu vực của sao Mộc, phần lớn dân số sẽ vẫn sống trên các mặt trăng của sao Mộc vì bầu không khí quá khó lường. Và hiểu được điều này, các chu kỳ cách mạng của các mặt trăng có kết nối với nhau. Vì vậy, ta có thể sử dụng cùng một hệ thống đếm ngày cho tất cả chúng. Trên Io, chúng ta có thể có 2 ngày sao Mộc tiêu chuẩn trong một ngày trái đất. Cụ thể là như thế nào? Chà, chúng ta có thể có 1 phút dài 53 giây và 1 giờ dài 103 phút. Hoặc ta chỉ cần dựa vào phút và giờ của trái đất và có một ngày dài 21 giờ 30 phút. Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi đã 200 ngày tuổi, còn bạn? Nghe có vẻ kỳ lạ đối với cư dân trái đất chúng ta, nhưng các cư dân sao Thổ đếm tuổi của họ theo ngày. Một năm trên sao Thổ dài khủng khiếp, tầm hơn 29 năm trái đất đấy mọi người ạ. Trẻ nhỏ sẽ được tính tuổi theo phần nhỏ của năm, trong khi những người lớn tuổi nhất có thể đạt đến mốc 3 năm tuổi. Vậy nên, để theo dõi thời gian trên sao Thổ, chúng ta có thể chia một năm trên sao Thổ thành 29 hoặc 30 mùa. Ồ, và một sự thật rất thú vị, sao Thổ thậm chí còn không có bề mặt rắn, chỉ là những đám mây quay với tốc độ khác nhau thôi. Nhưng chúng ta vẫn có thể thiết lập một số trạm nghiên cứu thú vị hoặc bóng khai thác khí heli để bay lơ lửng trên đó. Một năm sao Thiên Vương kéo dài tới 84 năm trái đất. Nên để khiến mọi việc dễ dàng hơn, ta sẽ sử dụng năm trái đất để tính toán. Và các năm tự nhiên theo sao Thiên Vương có thể được sử dụng cho những dịp đặc biệt, chẳng hạn như được một tuổi theo sao Thiên Vương chẳng hạn. Vì sao Thiên Vương không có bề mặt rắn nên chu kỳ quay diễn ra khắp nơi. Chỉ có các sứ mệnh khoa học và các công ty khai thác khí heli mới đủ dũng cảm để dấn thân vào bầu khí quyển nơi đây thôi. Nghe nữa này, mỗi mặt trăng có hệ thống ngày tháng riêng. Khó hiểu nhỉ? Hầu hết mọi người sẽ không bao giờ ăn mừng một năm tuổi sao Hải Vương đâu. Một năm ở đó là một khoảng thời gian quá dài đối với con người chúng ta. Nhưng đừng lo lắng, ta vẫn sẽ tung hoa và mũ chóp nhọn cho những dịp đặc biệt. Chẳng hạn như đã 2 năm kể từ khi con tàu vũ trụ đầu tiên đáp xuống sao Hải Vương. Trong thời gian còn lại, ta sẽ chỉ dùng 5 trái đất cho các nhu cầu khác của mình. Sao Diêm Vương cần con số khổng lồ là 240 năm trái đất quay quanh mặt trời, một khoảng thời gian quá dài để tính năm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Một ngày trên sao Diêm Vương dài gần bằng một tuần trên trái đất. Vì vậy, để theo dõi thời gian, chúng ta sẽ chia ngày đó thành 6 ngày Diêm Vương tinh tiêu chuẩn, 3 ngày sáng và 3 ngày tối. Điều đó có nghĩa là một ngày tiêu chuẩn trên sao Diêm Vương sẽ kéo dài hơn một ngày trái đất một chút. Giờ, vì trục của sao Diêm Vương siêu nghiêng nên việc sử dụng múi giờ sẽ là vô nghĩa. Vì vậy, người ta sẽ chỉ dùng một múi giờ cho toàn bộ hệ thống. Dễ như ăn bánh ấy mà. Năm Diêm Vương tinh tiêu chuẩn thì sẽ gần giống với năm trái đất, khoảng 343 ngày. Nhưng cứ 10 năm một lần, chúng ta sẽ dành thêm một ngày cho vui. Tạm thời ta dừng ở đây nhé. Hẹn gặp bạn trên sao Diêm Vương.